chào tất cả các bạn. Hôm nay là ngày 23 tháng 5. Trên tay tôi đang cầm là chiếc máy tính bảng iPad 3 có dung lượng 64GB, phiên bản Wi-Fi 3G, tình trạng máy mới 98-99%. Các bạn có thể xem qua tình trạng của máy. Máy rất là mới. Máy đang được bán ra ở Westcom với giá 5.950.000 đối với phiên bản màu đen. Đối với phiên bản màu trắng có giá cao hơn một chút là 6.150.000. Các bạn có thể mua với giá 1.200.000 thông qua hình thức mua trả góp. Với hình thức này, các bạn chỉ cần chứng minh thư và bằng lái xe. Thời gian chờ duyệt hồ sơ khoảng 15 đến 20 phút, các bạn có thể được nhận máy ngay. Đây là phiên bản xuất Nhật, phiên bản đang chạy hệ điều hành 6.1.3. Máy được bán ra ở Westcom, được bảo hành trong vòng 1 tháng phần cứng, phần mềm được bảo hành trọn đời, hỗ trợ đổi mới trong 15 ngày đầu nếu có lỗi. Các bạn quan tâm đến sản phẩm này, có thể ghé qua showroom Westcom 14 Thái Hà Mới hoặc truy cập website westcom.vn để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm này. Xin chào và hẹn gặp lại!